Chỉ còn 3 ngày nữa là sẽ đến dịp kỷ niệm 20 năm thành phố thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Và để tri ân những đóng góp của thế hệ trước, vào chiều hôm qua, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức buổi họp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi họp mặt. Bí thư Thành ủy Cần Thơ thể hiện lòng tri ân những công lao đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Trong 20 năm xây dựng và phát triển, chính quyền và người dân địa phương đã vượt khó đưa kinh tế xã hội phát triển qua từng năm. Đến năm 2009, thành phố hoàn thành mục tiêu đầu tiên được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương. Năm 2024, tròn 20 năm, Cần Thơ tiếp tục tạo một mốc son đánh dấu sự phát triển khá toàn diện của trung tâm động lực vùng. Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu mong muốn nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ tiếp tục hiến kế, có nhiều ý kiến hay, thiết thực, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng toàn diện, văn minh và hiện đại. Đã có rất nhiều những công trình thiết thực và ý nghĩa để chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Hôm qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt tổ chức lễ bàn giao 100 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn. Trong năm 2023, thì lãnh đạo thành phố đã vận động nguồn lực xây dựng 170 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ hỗ trợ 100 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách khó khăn với tổng số tiền là 6,7 tỷ đồng. Mỗi căn nhà được xây dựng có diện tích từ 40 đến 70 mét vuông, kết cấu bê tông cốt thép kiên cố. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chúc mừng các gia đình nhận nhà tình nghĩa đã có mái ấm khang trang, chuẩn bị đón Tết. Lãnh đạo cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu lao động sản xuất, học tập, đóng góp xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng một phát triển. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đề xuất bỏ quy định diện tích phòng hát karaoke tối thiểu 20 mét vuông, phòng vũ trường có diện tích từ 80 mét vuông, không kể công trình phụ. Cùng với đó, theo quy định hiện hành, địa điểm kinh doanh karaoke, vũ trường và các trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, văn hóa từ 200 mét, cơ quan soạn thảo cũng đề nghị bỏ nội dung này. Tuy nhiên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề xuất giữ nguyên quy định khoảng cách tối thiểu từ quán karaoke, vũ trường đến trường học, bệnh viện. Bởi theo sở này, các cơ sở kinh doanh karaoke dùng nhạc mạnh, độ ồn và độ rung lớn ảnh hưởng cộng đồng xung quanh, nhất là những nơi cần yên tĩnh như trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Hơn 2 thập kỷ qua, đường Võ Văn Kiệt dẫn vào trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu bị ách tắc vì hai hộ dân không giao mặt bằng. Những vấn đề này đã được giải quyết. Thông tin mà VTV Cần Thơ vừa nhận được, vào chiều hôm qua, hộ dân còn lại đã chấp nhận bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương. Hộ đồng ý giao mặt bằng là gia đình bà Nguyễn Thị Hương ở khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu. Trước đó, chủ một căn nhà khác nằm chắn trên đường đã đồng ý di dời. Như vậy, dự án đường Võ Văn Kiệt sau hơn 20 năm khởi công sắp được thông tuyến. Đây là tin vui cho chính quyền và người dân tỉnh Bạc Liêu trước thềm năm mới 2024. Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã làm gì để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng? Thông tin về sự việc này sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi đến quý khán giả trong các bản tin tiếp theo. Quý khán giả đang đến với một đường dây nóng của VTV Cần Thơ. Một trong những khu chợ khang trang hiện đại được đầu tư nhiều tỷ đồng nhưng lại bị bỏ không nhiều năm. Thế nhưng mà gần đó, một khu chợ thiếu an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, lại có gần 100 tiểu thương tập trung buôn bán. Câu chuyện ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ sẽ là nội dung chính trong một đường dây nóng sáng nay. Khu thương mại Trường Xuân rộng 4,1 hectare, vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng, nằm trên tỉnh lộ 919 thuộc huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Trong đó, hạng mục chợ Trường Xuân được xây dựng khang trang hiện đại, hoàn thành từ năm 2020. Thế nhưng 3 năm qua, khu chợ vẫn vắng bóng tiểu thương, dù chủ đầu tư đã có nhiều chế độ hậu mãi. Công ty sẽ hỗ trợ 3 tháng là không thu tiền, nhưng mà tới mùa dịch thì công ty cũng có văn bản là không thu tiền người dân.
để cho người ta yên tâm, người dân yên tâm để mà thực hiện. Thứ nhất là qua bên cái chợ Trường Xuân của mình là đảm bảo an toàn, thuận lợi mua bán cho người dân. Cho nên nhưng mà từ năm 2020 đến bây giờ thì thấy rồi đó, cái chợ mình cũng chưa di dời được. Gần đó là chợ Bà Đầm, xây dựng nhiều năm, không được duy tu, sửa chữa nên chợ đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái tôn hư hỏng nên các tiểu thương phải dùng tấm nhựa che chắn như thế này. Bên dưới là đường dây điện kéo dọc, kéo ngang. Nếu xảy ra cháy nổ, xe chữa cháy sẽ không vào được vì lối đi nhỏ hẹp. Dù vậy, không tiểu thương nào muốn di dời. Lý do là đây. Tiểu thương thì người ta kinh doanh, người ta không có ngán ngại, nhưng mà những cái hộ bà con ở trong nông thôn, người ta ra chợ đóng ướt mặt bằng, người ta cũng sợ. Ấy ẩm, người ta không có tiền, người ta đóng nổi. Đó, người ta không có so bên này là rẻ hơn, người ta bám trụ bên này. Cũng theo các tiểu thương, vài năm trước cũng có một số người chuyển sang khu thương mại kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ có số ít hộ chuyển sang kinh doanh và không đa dạng các mặt hàng nên ngày càng ế ẩm. Vậy là họ đành bỏ trung tâm thương mại để trở về khu chợ Bà Đầm cũ, mặc cho chính quyền địa phương nhiều lần vận động. Các hộ tiểu thương yêu cầu là di dời chợ là phải di dời đồng bộ. Cái thứ hai, phải bố trí các cái vị trí mua bán cho nó đủ diện tích để đảm bảo cho các cái mặt hàng mua bán của các hộ tiểu thương của chợ cũ. Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân cho biết, trước mắt sẽ sắp xếp lại chợ Bà Đầm thông thoáng để bà con buôn bán trong dịp Tết Nguyên Đán. Riêng việc di dời khoảng 100 tiểu thương sang khu trung tâm thương mại, Ủy ban Nhân dân xã sẽ nghiên cứu đề xuất phương án để Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai hỗ trợ giải quyết trong thời gian tới. Câu chuyện của các tiểu thương ở chợ Bà Đầm, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin đến quý khán giả khi có hướng giải quyết hợp lý hơn từ phía chính quyền địa phương. Ngoài ra, quý khán giả có những vấn đề cần phản ánh, xin hãy gọi về số điện thoại của đường dây nóng VTV Cần Thơ 0901 282 282, hoặc là bà con có thể gửi thư về Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ, số 407 đường 30 tháng 4, Phượng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và phản ánh những câu chuyện của quý khán giả trong một đường dây nóng phát sóng định kỳ vào sáng thứ Tư và Chủ nhật mỗi tuần. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân bé trai 6 tuổi đuối nước thương tâm trong công viên nước con nít ở phường Tam Phú. Được biết thì công viên này có gắn biển cảnh báo là cấm sử dụng. Trước đó, một người cha đưa con trai đến chơi tại công viên này. Trong quá trình chơi dưới hồ bơi sâu khoảng 1,4 mét, bé trai không may gặp sự cố đuối nước. Người nhà cùng nhân viên, thầy dạy bơi nhảy xuống hồ đưa cháu bé lên bờ và chuyển vào bệnh viện thành phố Thủ Đức cấp cứu, nhưng cháu đã tử vong. Sự việc một lần nữa cảnh báo không thể chủ quan với an toàn của trẻ khi cho trẻ đi bơi ở các khu công cộng. Thời điểm sắp Tết đến xuân về, để không có bất kỳ sự nuối tiếc đau lòng nào khi hậu quả đã xảy ra, quy tắc an toàn luôn cần được đảm bảo khi cho trẻ đi bơi hay là vui chơi ở hồ nước. Do đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ nhỏ, không chỉ ở Việt Nam. Ngay sau đây sẽ là một số nguyên tắc phụ huynh cần tuân thủ để đảm bảo an toàn cho con trẻ. Nguyên tắc đầu tiên là không để mặc con một mình dù chỉ một giây. Nếu muốn rời khỏi hồ bơi, cha mẹ nên đưa con theo, không nhờ người khác trông chừng, kể cả khi trẻ dùng phao bơi. Trước khi bơi, không cho trẻ ăn quá no hoặc để bụng đói. Không cho trẻ đi bơi khi trẻ đang mệt, đổ mồ hôi. Cha mẹ cũng đừng quá tự tin dù con đã biết bơi, bởi khi trẻ vô tình rơi xuống hồ bơi sẽ ngay lập tức hoảng sợ và quên hết những gì đã học. Ngay khi phát hiện con bị đuối nước, cần đưa trẻ ra ngoài nhanh nhất có thể. Với những trẻ không biết bơi, luôn có phao đề phòng. Cha mẹ nên học kỹ năng sơ cấp cứu, hô hấp nhân tạo và chỉ cho trẻ vị trí nhân viên cứu hộ trong trường hợp cần giúp đỡ. Diễn biến mới liên quan đến vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình hôm qua đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bổ sung quyết định khởi tố bị can và đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Do trước đó, ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình thụ lý.
Mở rộng điều tra, thì Công an tỉnh Thái Bình xác định trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi lên đến hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Một sự việc cực kỳ hy hữu nhưng có thật. Một người đi nhậu say xỉn rồi leo lên cột điện cao thế không chỉ một mà là rất nhiều lần. Hôm qua thì ông Nguyễn Văn Năm đã bị công an xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long mời lên cơ quan làm việc, đồng thời là ký cam kết không tái phạm với hành động leo cột điện cao thế 500kV sau mỗi cuộc nhậu. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 24 tháng 12, người dân phát hiện ông leo lên cột điện cao thế nên đã trình báo sự việc lên công an địa phương. Nhận được tin báo, công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng bố trí lực lượng giải cứu ông, tránh nguy hiểm đến tính mạng. Với sự vận động thuyết phục của gia đình và lực lượng công an, khoảng 30 phút sau, ông mới từ từ leo xuống đất. Người nhà cho biết thì trước đó ông đã 2 lần leo cột điện cao thế nhưng tầm thấp hơn và tự leo xuống. Lúc leo lên cột điện thì ông đều đã sử dụng rượu bia. Thông tin về thời tiết sẽ tiếp nối chương trình. Đợt triều cường rằm tháng 11 âm lịch ở Nam Bộ sẽ diễn biến ra sao chị Phương Ly? Dạ vâng ạ, hôm nay sẽ bắt đầu giai đoạn triều cường lên cao, có khả năng là gây gặp úng. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, trạm Phú An ở trên sông Sài Gòn, thì chiều tối nay mực nước triều sẽ lên mức báo động 3. Ở miền Tây thì khu vực ven biển như là Gành Hào của Bạc Liêu thì cũng sẽ vượt mức báo động 3 khoảng 20cm. Trong đợt triều cường đầu tháng 11 trước thì nhiều hộ dân ở Bạc Liêu đã bị ngập sâu và thiệt hại về tài sản. Vì thế để tránh lặp lại thì quý vị cần phải chú ý, chuẩn bị các cái tấm chắn hay là bao cát để có thể ngăn nước vào nhà khi mà triều lên cao. Kê cao đồ đạc cũng như là vật dụng, nhất là các đồ điện tử ở trong nhà. Về tình hình thời tiết, lúc này ngoài trời Nam Bộ vẫn thấy se lạnh. Sau 8 giờ nắng liên tục thì nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Cao nhất trưa chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Biên Hòa xuống đến Cần Thơ và các nơi khác của miền Tây Nam Bộ thì cũng phổ biến với mức nhiệt là 32 đến 34 độ C. Trên thành phố đảo Phú Quốc, dự báo hôm nay trời nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất 32 độ C. Chuyển sang thời tiết trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang ít mưa, gió ở đây cấp 5. Tầm nhìn xa trên 10 km. Còn đối với vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, vẫn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Cá tai tượng hay còn có tên gọi là tai phát. Đây là loài cá có giá trị kinh tế rất cao, đồng thời cũng là món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng. Vì thế mà cá tai tượng được rất nhiều người ưa chuộng và chọn nuôi để phát triển kinh tế. Cá tai tượng thì được nuôi theo nhiều hình thức. Một trong số đó phải kể đến mô hình nuôi trong bể bạc được rất nhiều bà con quan tâm trong thời gian gần đây. Tận dụng đất trống quanh nhà ngay giữa lòng đô thị, ông Nguyễn Văn Biên nuôi cá tai tượng trong bể lót bạc và xi măng. Với 1.500m2 mặt nước, hàng năm lão đồng này mang về nguồn thu kha khá. Thì mình nuôi trên bể bạc này thì nó hạn chế là bệnh hoạn nhiều. Thứ nhất là mình thay nước được nước sạch hơn. Còn nếu nuôi dưới bãi đất thì hầm đất thì cá nó dễ bị bệnh, nó dễ chết. Hiện xung quanh nhà ông Biên có khoảng 20 bể bạc và xi măng. Cứ định kỳ 3 đến 4 tháng một lần, ông lại tuyển lựa cá gần kích cỡ với nhau để sang qua những bể riêng. Từ đó có chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc phù hợp. Điều này cũng giúp tránh được tình trạng cá cạnh tranh thức ăn. Thức ăn thì tính ra mình nuôi như vậy thì mình nuôi dây chuyền. Thì coi như một năm thì mình nuôi mình vài chục ngàn con thì mình sức được mấy tấn. Một tấn thì mình bán ra thì nếu bình cộng lại thì mình lợi khoảng 20 triệu một tấn. Thì đầu ra thì nói chung nó dễ nhưng mà thực tế mình không có đủ bán nữa. Bởi vì nói chung nhà hàng nào cũng có hết. Trong bối cảnh thành phố Cần Thơ đang diễn ra quá trình đô thị quá nhanh chóng, khái niệm nông nghiệp đô thị ngày càng được nhắc đến nhiều. Đó là việc sử dụng các diện tích nhỏ, các lô đất trống, sân vườn, thảm cỏ, sân thượng trong đô thị để nuôi trồng, cải thiện kinh tế gia đình. Và mô hình nuôi cá trên cạn của ông Biên là một mô hình hay và dễ áp dụng. Và còn nhiều mô hình hay như thế sẽ được chúng tôi gửi đến quý khán giả trong hệ thống chương trình Miền Tây hôm nay trên kênh VTV Cần Thơ.
Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.